Đây là nhóm công nhân quê Nam Định, Hải Dương, Lai Châu bị mắc kẹt lại Hà Nội sau khi các công trường, hàng quán không bán hàng thiết yếu tạm dừng hoạt động. Gần một tháng, những công nhân này sống ở gầm cầu, giáp ranh địa phận hai quận Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm. Nhưng trong hoàn cảnh bi đát nhất của cuộc đời, dù không phải anh em họ hàng thân thiết, gặp nhau giữa đêm tối chân cầu, họ vẫn đùm bọc, cưu mang nhau, dạy nhau làm người tử tế. Anh Cường quê Nam Định cho biết, trước khi đợt dịch thứ tư bùng phát, anh làm trông xe ở một quán nhậu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Quán nhậu nghỉ bán nên anh mất việc ra gầm cầu ngủ. Những ngày đầu, tối đến anh đi nhặt ve chai, bán đổi gói mì tôm, cái bánh mì. Hôm nào không bán được thì đành nhịn. Ở cùng anh Cường là anh Hượng quê Lai Châu và anh Tuấn quê Hải Dương, cũng đều là công nhân xây dựng mất việc. Trước đó ngày 17 tháng 8, trả lời câu hỏi về lao động tự do tạm trú muốn nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng từ gói 26.000 tỷ đồng, ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, không cần phải xác nhận của địa phương, tuy nhiên lao động tự do thuộc diện hỗ trợ vẫn phải có đăng ký tạm trú, bị mất việc theo các văn bản chỉ đạo chống dịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ngày 20 tháng 8, nhóm công nhân nói trên cho biết họ không có tạm trú.